Lại các bạn, xin chào các bác nhá. Bây giờ đây các bạn lại chuẩn bị lên vườn làm bài. Đây là bài cuối. Đây là bài cuối. Đây quả là bài trên này. Rất là đẹp. Đây là bài trên núi nhá. Bây giờ bài gần như là hết rồi. Chỗ là quanh thân chỗ này đoạn trên là núi đồi nhá, trên núi đồi là chỗ đoạn đồi trên này rất là đẹp và đẹp ăn rất là ngon luôn. Và trên núi là tất cả các loại thịt bò ngon nhất của lục ngạn Bắc Giang. Chim ở đây à?